Sách Sáng Thế Ký, chương 48. Manasse và Ephraim. Sau các việc này, có người báo tin cho Joseph, thân phụ ông lâm bệnh. Joseph đem hai con trai là Manasse và Ephraim theo mình. Khi Jacob nghe báo cáo, Joseph con trai cụ đến thăm cụ. Jacob thu toàn lực và ngồi dậy trên giường. Jacob bảo Joseph, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra gặp cha tại Nu Sơ trong xứ Canaan, và tại đó Ngài ban phước cho ta và bảo ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở và gia tăng rất nhiều. Ta sẽ khiến con trở thành một cộng đồng của nhiều dân tộc, và ta sẽ ban cho dòng dõi con xứ này làm sản nghiệp đời đời. Bây giờ hai đứa con trai con sinh ra tại Ai Cập trước khi cha đến cũng được kể là thuộc về cha. Ephraim và Manasse sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon. Những con cái con sinh về sau hai đứa ấy sẽ thuộc về con. Chúng sẽ hưởng cơ nghiệp trong đất dưới danh nghĩa của anh em chúng. Khi cha ở Pharan quay về ra trên đã qua đời dọc đường gần Ephrat, cha chôn mẹ con bên đường đi Ephrat, tức là Bethlehem. Thì Israel thấy các con trai của Joseph liền hỏi, ai đây? Joseph thưa, đó là những đứa con Đức Chúa Trời ban cho con tại đây. Israel bảo, con hãy đem chúng đến với cha, để cha chúc phước cho chúng. Cặp mắt Israel đã làng, vì tuổi cao không thấy rõ được. Joseph đưa hai con đến gần cha, cha hôn và ôm chúng. Israel bảo Joseph, cha chẳng bao giờ tưởng sẽ gặp mặt con lần nữa, mà bây giờ Đức Chúa Trời lại cho cha thấy con cái con. Joseph đỡ hai con ra khỏi đầu gối của cha mình, rồi sấp mặt xuống đất. Joseph đưa hai con đến sát cha mình. Tay hữu Joseph dẫn Ephraim qua phía tả của cha, và tay tả dẫn Manasseh qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra đặt trên đầu Ephraim là đứa em, còn bàn tay trái lại đưa chéo qua đặt trên đầu Manasse, dù Manasse là con trưởng. Israel chúc phước cho Joseph. Cầu xin Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi suốt đời cho đến ngày nay. Thiên sứ đã giải cứu tôi khỏi mọi tai họa. Hãy ban phước cho hai đứa con trai này, cầu cho chúng được gọi bằng tên tôi và tên của tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, cầu cho chúng sinh sôi nảy nở rất nhiều trên mặt đất. Khi Joseph thấy cha mình đặt tay hữu lên đầu Ephraim thì không bằng lòng, nên nắm bàn tay cha đang để trên đầu Ephraim mà chuyển qua đầu Manasse. Joseph thưa với cha, thưa cha, không đứa này mới là con trưởng, xin cha đặt tay hữu trên đầu nó. Nhưng cha không chịu mà nói, cha biết, con ơi, nó cũng sẽ trở thành một dân và nó cũng trở thành vĩ đại. Tuy nhiên, em nó sẽ vĩ đại hơn nó và dòng dõi của em nó sẽ trở nên một nhóm dân tộc. Hôm ấy Jacob chúc phước cho chúng rằng, dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước lành. Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi như Ephraim và Manasse. Như thế Jacob đặt Ephraim trước Manasse. Israel lại bảo Joseph, cha gần qua đời, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở với con và đem các con trở về xứ của tổ phụ các con. Riêng phần con, ta cho con dãy đất mà ta đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit, vì con trội hơn các anh em con.